Vâng, mình chào bạn. Hôm nay Bonsai Linh Vương lại xuống thăm vườn của anh Quyền ở Hữu Băng Thạch Thất. Lại lên một cái sân thượng. Những cái vườn cây ở trên trời. Đó là những cái vườn cây trên bầu trời. Các anh ở dưới này đúng không? Đó chất người đâu nhỉ? Không có sân ở dưới đúng không? Đúng rồi, chỉ có dưới ở trên gác được thôi. Thế nhà tất cả những cái vườn cây trên bầu trời đây quý vị ngắm cả bầu trời này. Đấy. Thế nó quay chạy xung quanh. Như thế này thì cây trên này thì cái lăng cái gió thì vô biên nhỉ? Đúng rồi. Sướng đấy. Con này mình cũng đang tạo tác này. Con này là con trực ba vai. Con này ngày có vẻ độ già, gớm già đấy. Mặt đây là mặt trước, mặt sau nó đẹp hơn vừa. À, mặt sau lại đẹp hơn. Ừ. Con này thì bộ móng của biếc nó là bắt đầu nó cũng khôn rồi vừa. Rất gấu cây. Đây, được cái độ già này. Mà các anh này đang xử lý cho tạo thành cái đường chạy mà được tạo điểm rích rắc. Bộ móng nó bắt đầu chung đi rồi. Đấy, móng rồng già quắp xuống. Quắp xuống. Rồi, những cái dễ già ngày xưa đây nhỉ. Ừ. Nó là già, là chun nhăn. Chính là cái led quý, quý đó. Nhỉ. Ôi, vườn ở chỗ này nó chảy cho mình thích nhập vườn này. Ừ. Ôi, chỗ này nó vào phê quá. Nhìn như là những cái da con khủng long, những con voi ma mút ấy nhỉ, chun nhăn ghê không? Vừa bắt đầu nó lên nu rồi, vừa là gai này. Con này ngày xưa cốt to ghê đấy nhỉ? Ngày xưa con này cốt to cũng là con tường phá đấy vừa. Tần tầng à? Ừ. Tầng này to nhỉ? Con này là hồi xưa mua của bách ở Quảng Bị. Tỏ dữ, còn bên này mặt là chun nhăn nhỉ? Chun nhăn đẹp. Đang vào hoàn thiện rồi vừa. Ở bên này như sừng sững như ngọn núi á, sợ thật đấy. Cảm giác là có cái nét thân thái. Nó có nét khó vừa. Nhìn có cái độ gấu gâm gừ nhỉ? Khoái nhất là cái con này là để anh ngày xưa anh sưu tầm được cái cây rất già nhé, già lắm vừa. Từ rễ đến gốc đến thân nó chùn hết rồi vừa, nó cứ nhăn nheo chùn xù hết một lượt này. Đây là cái mà vô cùng quý, cây rất già. Trên này hầu hết là phôi toàn những cây già nhiều vừa, thì con này của mình cũng già này. Đây cái phần nuôi nằm ở cái cổ ngọn thích nhỉ, quăng lắc. Đấy, làm biểu diễn cái kia đẹp quá. Cái đường chạy vào nhỉ? Quay vào. Ừ, cái đường này đẹp quá. Rồi, cho quý vị ngắm cái bông răm. Bữa nay anh em làm cắt giật bông răm. Bên này nó mặt tiền, nó khoe được là cái nét thân thái sâu cây. Đây là những cây xanh ba vai đang bắt đầu vào để được tạo tác, đang vào chuẩn bị vào hoàn thiện. Nó già đấy vừa ơi. Chỗ này là quay quái phết nhỉ, đây có cái đường chạy chỗ này này. Già nhìn trông nó không hố, như cái giếng chơi ấy nhỉ. Còn nó quay chạy xung quanh cho anh. Ờ, nó có cái đường chạy lạ lạ giật phết. Con này lại rất là lành đấy. Vào trong nó lại trông có cái độ quái. Ăn của tổng bóng rồi dáng dấp. Nhìn độ gấu, độ gầm gừ này. Nó phải 1-2 lần nữa ngay đấy, nó mới vào bóng tán ngay đấy. Cũng là con già lắm vừa. Bên này dưới nhà cao tầng. Con này nó mặt sau nó đẹp và mặt trước nó đẹp. Già hết đấy vừa này. Con này thì già nhỉ? Con này già nhưng mà nó cũng có là con cột kèo sao? Đường chạy nó cũng lung tung trưởng nhỉ. Nó quăng quay quăng thế nó mới khó chịu đấy.
cái mặt bên này vừa nhìn sâu lắm, cả trắng lên vừa này, trời là trắng hết rồi. Nó nét kho lắm vừa, con này vừa quay sâu cho anh tí. Sau này đây, con này nó nét cuột cuột quại xong rồi. Ờ đây này, cứ như là một cái bãi 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 đá. Nó như hóa thạch như vừa. Như bãi đá hóa thạch. Cây này là ghê gớm. Điểm quăng lắc. Vừa vào cái chỗ là hầm chỗ này vừa. Quỳ bạc này, góc của này. Trên này nó sợ lắm. Góc này vừa đây này. Đấy, như cái đồ con gì nhỉ? Ừ. Thò vàng. Cái toàn những cái đồ là da già. Già chun chuẩn. Già lắm vừa. Nó như đá. Nhìn nó như san hô. Như một bãi đá san hô thật đấy. Thật. Quan trọng giờ anh em dị nốt bong bóng thôi nhỉ. Đúng rồi. Anh vừa lên đá xong vừa. Nè. Yeah. Ừ, đang trong được cái con huyền xuống được anh nhỉ, nó ra. À, đừng chạy chính này. Quăng như chữ Z đấy nhỉ. Quăng như chữ F luôn, từ trên. Từ trên xuống như chữ Z đấy. Cái mặt này nó mi sợ này vừa. Vòng vựa quay vòng diện cho anh quay xung quanh cái mặt sườn này nó đẹp lắm vừa này nó xui ra mặt bên đây nghe có vẻ sâu hơn nhỉ. Ừ, sâu hơn nhiều, sâu hốc khác. À, lại cả con huyền kia nữa. Hai con huyền này. Con huyền này nghe to gấu này. Con này thì nó dài hơn con đấy. Là con chị con em. À, con chị con em. Con này cái đường chạy to đấy nhỉ. Đường chạy to. Úi dồi, được à. Đấy, con này thì. Ôi, con này hiện nay nó có đường xuống, nó đỡ không này. Rồi, anh đứng xuống vậy, vén cho em cái xem nào. Đấy. Đứng mới là kéo cái canh này ra chứ. Kéo hai canh là thế. Ừ. Đường nó xuống sợ lắm vợ. Ừ, nó dị đấy nhỉ. Dị nghe thôi. Hai điểm quăng. Lượn. Già lắm vừa. Anh kéo cái canh này xuống này nhé. Xuống đúng vào đây. Đấy. Đấy, đường chạy. Ngày mai những cây bên này mà nó hóa thì gớm ấy nhỉ. Nó bò rượu nó hóa thì khiếp đấy. Bắt đầu nó vào đá cái được. Cái điểm khoảng... nó dị lạ. Bắt đầu vào đá được khoảng 5 vừa. Mới được 1 năm à? Mới được 1 năm. Cả những cây dáng siêu. Trên này rất nhiều những cái hàng chăn nuôi này. Còn phía trước đấy. Vườn này còn nhiều lắm. Cái này thì cái này mới là con già lên đầu nó như lu này nhỉ. Cũng già này đùn già nó như lu ấy chưa nhỉ. Chưa được cắt. Nó phải cắt một hai nhịp nữa đẹp. Đang chế độ nuôi. Cũng là cái tán tầng nhỉ. Ừ. Đang chế độ nuôi. Mặt này sau nó đẹp lắm vừa. À. Đây là mặt trước. Đây còn nhiều lắm, còn rất nhiều những cái phôi cho anh em đến chơi tham quan và giao lưu với anh Quyền ở Hữu Bằng Thạch Thất này. Một cái vườn cây ở hai cái dãy trên tầng, toàn trên sân thượng, một cái vườn cây trên bầu trời của Thạch Thất này.
Đây, vườn cây trên bầu trời này. Đang đứng trên bầu trời. Cái cây 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 nắng hơi lên. Đấy, con ấy cũng già vừa. Hàng luôn nực, kiểu trực núi. Còn nhiều lắm đây này, những cái vườn cây trên bầu trời cho quý vị tham quan. Đấy, xa xa mãi tận núi kia, hình như núi Chúa Thầy phải không anh nhỉ? Đúng rồi, núi Chúa Thầy đấy. À, núi Chúa Thầy đấy. Chùa Thầy là Quốc Oai. Đấy, em lướt qua một vòng chạy ra đăng lời cho anh Phán. Đấy. Loạt thôi. Anh em về đây thì có rất nhiều những cây cho anh em giao lưu và cùng nhau giao lưu học hỏi các kỹ thuật, chia sẻ về kỹ thuật. Anh em yêu thích cây nào thì cũng có thể là vào việc luôn. Với anh Quyền thì cũng giao lưu và chia sẻ với anh em yêu cây trên cả nước. Cùng nhau học hỏi, cùng nhau sáng tạo và cùng nhau chia sẻ đam mê. Còn lại mình đục cái tay ra cũng có một độ nét hơi khó đi vừa. Đây. Ừ, quảng ác đấy. Quảng dưới gọn này. Cũng mạnh tay đấy nhỉ. Vừa hơi cúi xuống tí ngắm nhầm cái tay quảng, hai cái tay cây. Cũng là một trong những cái người mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Thôi cái này phải nuôi thời gian 5 tháng cho nó bo lại đã, đúng không? Đúng rồi. Thì sau nó thành những cây u cục. Ngày vừa rồi thì bọn Sai Đình Vượng có chia sẻ những cái vườn cây của anh Quyền ở Hữu Bằng Thạch Thất. Đấy, sân trên, sân dưới này. Bật ngàn. Chỗ nào cũng cây. Những ông nông dân thế này là ông nông dân toàn những tỷ phú đấy. Vườn cây bật ngàn trên không gian. Nhìn thế này thôi nhưng mà nhiều cây giá trị lắm quý vị ạ. Đấy, mênh mông. Và cuối cùng thì bọn Sai Đình Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.